Xin chào quý bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nhiều cái điện thoại để chúng ta xem chiếc camera Hikvision. Thì và đây là cái chiếc camera đây là cái máy một các bạn nhé. Và bây giờ mình muốn cài sang cái máy thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ cài ở trên máy thứ hai như thế nào. Thì ở máy một đã xem được rồi thì các bạn sẽ vào máy thứ hai, chúng ta sẽ tải một cái phần mềm. Và chúng ta sẽ phải đăng ký một cái số điện thoại mà ở số điện thoại thứ hai. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở trên máy 1 đã xem được rồi và bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào máy 2, chúng ta sẽ cài đặt tải phần mềm và chúng ta sẽ đăng ký số điện thoại cho cái máy thứ hai. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Phần mềm ở trên điện thoại iPhone thì các bạn vào phần Apple Store. Còn trên điện thoại Android thì các bạn vào CH Play và các bạn vẫn sẽ tìm kiếm phần mềm là HDK Connect. Đây, các bạn sẽ tìm kiếm này, HDK Connect, và các bạn sẽ tìm kiếm phần mềm HDK Connect này. Chúng ta tải về. Và các bạn hãy đợi phần mềm đào xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bước tiếp theo. Để chúng ta cài những cái chiếc camera hay cái đầu ghi của Hikvision để chúng ta theo dõi ở chúng ta theo dõi được ở trên điện thoại hay trên máy tính. Sau khi phần mềm mà tải xong và cài đặt xong thì các bạn bấm chữ mở. Và phần mềm là đang được khởi tạo và chúng ta sẽ bấm là cho phép khi sử dụng ứng dụng. Và các bạn bấm cho phép. Và các bạn bấm cho phép. Bấm OK. Và các bạn sẽ gạt từ phải sang trái để chúng ta bắt đầu. Chúng ta bấm chữ bắt đầu và các bạn chọn khu vực, bấm đồng ý. Đến bước này thì các bạn sẽ chọn ở khu vực là Việt Nam, các bạn bấm đồng ý, các bạn bấm đồng ý. Để chúng ta quản lý được những chiếc camera, để tránh cái việc để tăng cái bảo mật cho chiếc camera hay cái đầu ghi thì các bạn sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản bằng bằng số điện thoại hay bằng Gmail. Đây, các bạn bấm chữ đăng nhập. Ở trong đây thì các bạn sẽ chọn đến mục đăng ký và các bạn bấm chữ đồng ý. Và đến bước này thì các bạn sẽ chọn đến Việt Nam và bấm tích ở trên cùng bên tay phải. Ở đây thì có hai chế độ đăng ký, thứ nhất là đăng ký bằng Gmail thì các bạn sẽ đánh Gmail, địa chỉ Gmail của bạn đây và mật khẩu đây. Nếu các bạn để tăng bảo mật thì các bạn sẽ đăng ký bằng số điện thoại và các bạn bấm đăng ký bằng số điện thoại. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn đến cái số điện thoại các bạn cần đăng ký và các bạn ví dụ số điện thoại 10 số thì các bạn sẽ bỏ số 0 giúp mình. Ví dụ số của mình là 0914169845 chẳng hạn thì mình sẽ bỏ số 0. Đấy. Và các bạn sẽ chọn đánh mật khẩu đây từ từ 8 ký tự, cả ký tự số và chữ viết hoa có ký tự đặc biệt, ví dụ như là mình đặt là Tư Hà Com 131 Lê Thanh Nghị chẳng hạn. Và lưu ý thì các bạn sẽ phải là các chữ số không được liên liên kề nhau, liên kề thì nó sẽ không thành công các bạn nhé. Nên các bạn có thể là đặt như ví dụ như là tên của bạn và ngày sinh thêm chữ A còng chẳng hạn, đây chẳng hạn, và các bạn bấm chữ nhập vào đây. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào lấy mã bảo mật và các bạn hãy đánh cái mã xác nhận xác thực 185 N. Lưu ý các bạn sẽ đánh chuẩn vào đây giúp mình và để chúng ta sẽ nhận được cái đánh chuẩn đây và các bạn sẽ nhận được cái mã bảo mật từ server của hãng. Và lưu ý thì các bạn trong cái quá trình đây thì server là 2459 và lưu ý thì cái các bạn trong quá trình vòng 60 giây thì các bạn sẽ nhận được cái mã đấy 2459. Trong quá trình 1 phút đấy mà không nhận được thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại số điện thoại của mình đã đăng ký đúng chưa và bấm chữ kết thúc. Và trong cái bước này thì các bạn có thể đặt vân tay cảm ứng, nếu các bạn không muốn thì các bạn sẽ bỏ qua. Các bạn bấm hủy. Đấy là quá trình mình đã hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt và đăng ký cái tài khoản Hikvision ở trên điện thoại. Máy thứ hai đã cài xong thì chúng ta sẽ vào máy 1 này. Đấy.
chúng ta vào máy 1 và chúng ta vào bấm vào chiếc cái camera. Đây là bên tay trái mình là máy 1 này. Và chúng ta bấm vào chiếc camera chúng ta muốn chia sẻ, bấm vào ba chấm, bấm vào chia sẻ. Và số điện thoại mình muốn chia sẻ là số, ví dụ như là cái số vừa nãy mình đăng ký là 914169845 chẳng hạn. 914169845. Và các bạn tích vào cái số điện thoại các bạn cần chia sẻ và chúng ta vừa đăng ký đấy. Tích vào đây. Và các bạn sẽ lựa chọn quyền cho chiếc camera đó. Và các bạn bấm chữ tiếp theo. Mình để máy 2 xuống để mình thao tác ở trên máy 1 đã. Máy 2 mình đã tải và đã đăng ký cho cái cài đặt ở máy thứ hai rồi. Và bây giờ chúng ta ở máy 1. Thao tác ở máy 1 này, bấm tiếp theo. Và ở trong cái mục này thì các bạn sẽ lựa chọn quyền mà các bạn muốn cho máy 2 sử dụng. Đó là thứ nhất là tất cả quyền thì các bạn bấm vào Saver đây. Và các bạn bấm đồng ý. Và thiết bị đã được chia sẻ. Và chúng ta sẽ vào máy thứ hai. Vào máy thứ hai này. Đấy, các bạn sẽ nhận được ngay một cái thông báo là đang có một đang chia sẻ video mới cho bạn. Bấm xem bây giờ. Và các bạn sẽ bấm chấp nhận giúp mình. Đấy, và chúng ta sẽ back ra. Và chúng ta đã cài được trên máy thứ hai. Và mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt xem chiếc camera Hikvision ở trên nhiều điện thoại, hai hay ba máy hay nhiều máy các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần hướng dẫn cài đặt camera Hikvision trên nhiều máy điện thoại. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh giúp mình. Và ấn nút chuông để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Và các bạn hãy ủng hộ giúp đỡ mình là bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo về